Chào mừng các bạn đã đến với kênh KBiz 24 giờ và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin KBiz mới nhất nhé. Park Bo Gum được xem là diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Park Bo Gum tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng cũng đã sở hữu kinh nghiệm đóng phim gần 10 năm. Bắt đầu từ bộ phim điện ảnh Blind với vai phụ, anh dần dần tích lũy kỹ năng diễn xuất, ngoại hình sáng, thanh tú cùng với chiều cao lý tưởng. Mỹ Nam dần được giao vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Lời Hồi Đáp 1988, Hello Monster, v.v. Mây Họa Ánh Trăng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Park Bo Gum lên vai chính. Vai diễn thái tử Lee Jung hiền lành, có đam mê với nhịp âm nhạc. Anh có mối tình trắc trở với cô nàng Hong Ra On lúc này đang cải trang thành thái giám. Bộ phim nhẹ nhàng, nên thơ và thu hút khán giả theo dõi vào năm 2016. Diễn xuất của nam diễn viên tuy chưa thực sự mang lại cảm xúc hoàn hảo nhưng ở mức tạm chấp nhận được. Sau bộ phim Mây Họa Ánh Trăng, Park Bo Gum được đà tiến lên với Encounter đóng cặp cùng với Song Hye Kyo. Những tưởng bộ phim thành công thì nội dung phim lại bị chỉ trích, dẫn đến thất bại thảm hại. Diễn xuất của anh cũng bị phàn nàn là còn non và một màu như Mây Họa Ánh Trăng. Sau thất bại của Encounter, Mỹ Nam này đã tạm ngưng đóng phim trong một năm và trở lại với vai trò khách mời trong bộ phim Tầng Lớp Integral. Việc nam diễn viên này sau gần 10 năm vào nghề vẫn chưa phải là một sai lớn là vì thiếu một bộ phim có kịch bản hay và tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Sắp tới, Park Bo Gum sẽ có bộ phim The Mountain phát sóng với hy vọng sẽ giúp anh bật lên. Kim Bum thành danh từ vai thiếu gia đào hoa Seo Ji Chung trong bộ phim Boys Over Flowers. Kim Bum nhận được nhiều sự ủng hộ lớn từ khán giả, danh tiếng không hề thua kém những thành viên còn lại. Diễn xuất của anh được đánh giá cao và từng được sẽ kỳ vọng trở thành sao lớn của Hàn Quốc. Tuy vậy đến giờ, Mỹ Nam một thời vẫn chỉ là diễn viên hạng B dù có mọi thứ thuận lợi để lên hàng sao. Nguyên nhân là do gu chọn kịch bản của anh. Những bộ phim mà Kim Bum đóng đều có nội dung kén khán giả, còn các nhân vật anh thể hiện cũng có tính cách không nổi loạn thì là hơi dở theo khuôn mẫu yêu thích ở Hàn. Có thể kể đến các bộ phim như Pandam Pandam, Goddess of Fire, Hidden Identity. Nam diễn viên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh hiện sắp tái xuất các bộ phim The Tale of Gominho đóng cùng Lee Dong-guk. Đây là lần trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Bum sau 4 năm và khán giả hy vọng rằng anh sẽ có đột phá trong sự nghiệp với vai phản diện trong bộ phim. Hoan Trung Âm vào nghề hơn 10 năm, tuy cũng là diễn viên tên tuổi nhưng Hoan Trung Âm lại từ bỏ nhiều cơ hội để bứt phá thành sao lớn. Nguyên nhân là ở việc cứ một màu trong việc diễn xuất và cách chọn kịch bản. Thành danh từ phim sitcom High Kick Tools, cô được biết đến với khả năng diễn hài tương tự tự nhiên. Các dạng nhân vật mà cô thể hiện thường hung dữ, hài hước và có tinh thần cầu tiến. Đa số các phim mà nữ diễn viên nhận đều là phim hài và thường là các dự án nhỏ, có thể kể đến như Kill Me, Help Me, Sigourney Prestige, v.v. Việc đóng khung một dạng vai của Hoan Trung Âm đã làm khán giả ngao ngán và những bộ phim gần đây của cô thì đều thất bại. Thực chất, cô nàng có thể bứt phá hơn vì trước đó cô nàng đã đóng vai bi kịch trong Secrets và được khen ngợi. Nhưng sau đó, nữ diễn viên vẫn trung thành với dạng vai hài hước quen thuộc của mình. Sắp tới, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Magic Pop Up 3, một bộ phim hài với phong cách diễn quen thuộc. Khán giả vẫn kỳ vọng cô sẽ có sự thay đổi trong bộ phim này. Shin Se-kyung, thành danh của hài kịch từ, Shin Se-kyung đã có thâm niên trong nghề diễn được hơn 10 năm. Nhan sắc xinh đẹp là lợi thế của cô nàng khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Bản thân nữ diễn viên cũng tham gia nhiều bộ phim, nhiều thể loại và diễn xuất tiến bộ dần dần, nhưng cô vẫn chưa thể bứt phá được thành sao lớn. Vấn đề nằm ở dạng vai mà Shin Se-kyung chọn. Từ phim này qua phim khác, nữ minh tinh vẫn một kiểu nhân vật nhạt nhòa, không nổi bật dù là nữ chính. Vì vậy mà đã vào nghề hơn 10 năm, cô vẫn chưa thể có một vai diễn nổi bật để tạo bứt phá tiếng vang. Ngoài ra, diễn xuất đến số thất thường của Shin Se-kyung cũng là một điểm phàn nàn mà cô cần khắc phục. Một số bộ phim diễn xuất tạm ổn, nhưng một số phim lại không hề tốt. Hiện tại, cô nàng vẫn là diễn viên hạng B ở showbiz Hàn. Khán giả trong đợi Song Ji-kyung sẽ biết chọn vai diễn để chuyển mình thành sao lớn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những thông tin KBiz mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!